Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, mưa to và lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Số người thiệt mạng do mưa lũ lịch sử tại đất nước này đã tăng lên con số 33 người. Thiệt hại về người do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, trong khi các trận mưa lớn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương của tỉnh này. Số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố cho thấy, các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 63 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này từ giữa tháng đến nay đã khiến 33 người thiệt mạng, 8 người mất tích, hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh đã bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di rời khẩn cấp 376.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm, 215.200 hecta cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 187 triệu đô la Mỹ. Sáng qua, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa màu vàng, mức báo động thứ 2 trong 4 cấp trên cả nước, trong đó một số tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và Chiết Giang. Trong khi đó, Đài khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt các địa phương khác như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động. Thank you.
Hôm vừa qua, chính quyền địa phương phát cảnh báo thành phố Tiêu Tác có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 500mm vào ngày Chủ nhật, nguy cơ gây ra lũ lụt lớn chưa từng có trong một thế kỷ. Các khu vực khác bao gồm cả thủ phủ Trịnh Châu, cách Tiêu Tác chưa đầy 100km về phía Nam, cũng được dự báo hứng chịu mưa song cường độ nhỏ hơn. Việc dự đoán thiếu chính xác về địa điểm hứng chịu lượng mưa lớn nhất góp phần khiến nhà chức trách Trịnh Châu không kịp trở tay ứng phó khi nước lũ đột ngột dâng lên. Chen Tu, trưởng ban dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan của mình, song đây thực sự vẫn là một thách thức toàn cầu. Theo ông, các mô hình dự báo hiện tại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường nhưng không phát huy tác dụng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông cho biết có nhiều điều không chắc chắn trong các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của một dự báo. Các nghiên cứu trong quá khứ cũng cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng học đều đồng tình rằng không thể dự báo lượng mưa sẽ trút xuống vào một giờ cụ thể trong một ngày nhất định nào đó. Theo một nghiên cứu được Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về Thời tiết Khắc nghiệt Trung Quốc thực hiện vào hồi năm ngoái, các cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ chính xác khoảng 15% trong năm 2008. Tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm 2022. Ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu, những nơi có lịch sử lâu đời về hoạt động nghiên cứu khí tượng, tỷ lệ chính xác cũng chỉ đạt 30%. Trong khi đó, nhiều người dân Trịnh Châu vẫn chưa hết bàng hoàng với trận lũ lụt khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời. Thưa quý vị khán giả, Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương ngày thứ 5 cho biết, tổng cộng có 91 người còn mất tích sau vụ lở đất ở Trung Quốc làm đổ sập 33 tòa nhà ở một khu công nghiệp thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một người đàn ông 36 tuổi cùng Yang Feng, 23 tuổi, nằm trong số hàng chục người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại khu công nghiệp Hentaiyu lúc 11 giờ 40 phút ngày thứ Ba. Theo các nhà chức trách, đến nay có 3 người bị thương trong thảm họa lở đất này. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới bùn đất trong điều kiện địa hình không thuận lợi. Khu vực rộng gần 100.000m2 chỉ còn là đống đổ nát. Trận lở đất đã dẫn tới một số vụ nổ đường dẫn khí đốt gần đó. Đường vào khá hẹp và dốc khiến các phương tiện rất khó khăn để tiếp cận hiện trường. Chúng tôi phải đi bộ tới đó, một nhân viên cứu hộ cho biết. Ngoài ra, mưa, tầm nhìn ban đêm kém và lượng bùn lớn là những yếu tố cản trở nỗ lực cứu hộ. Nguyên nhân của vụ lở đất là do lượng đất thải tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định, gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc. Trưa thứ Ba, một vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã kéo đổ 22 tòa nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Tính đến 16 giờ ngày thứ Tư, số người mất tích trong vụ lở đất đã lên đến 91 người, trong đó có 59 nam và 32 nữ. Chính quyền Trung Quốc đã huy động hơn 1.500 người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn sau vụ lở đất. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ lở đất. Tuy nhiên, trang mạng Vibác của Bộ Tài nguyên Đất đai của Trung Quốc đánh giá phần đất bị lở là đất bồi đắp nhân tạo, trong khi phần đất núi gốc không hề bị suy chuyển. Phần đất đắp nhân tạo bị lở xuống thuộc về một khu tập kết phù sa. Loại đất thải ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là đất thừa và rác kiến trúc. Do lượng đất loại tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết sau vụ việc, đất lở bao phủ một khu vực lên đến 380.000m2. Theo một người dân địa phương, mỗi ngày đều có hàng trăm xe chở đất thải xây dựng đến đổ ở đây. Một nhân viên bảo vệ tại nhà máy ở hiện trường cho biết thêm, mỗi một xe đến đổ đất thải bị tính phí là 250 nhân dân tệ, khoảng 38 đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những tin mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Tin Mới. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!